Thùy Linh xin mến chào quý khán thính giả của kênh tin tức Hồng Biến TV. Chúng tôi rất hạnh phúc vì nhận được sự tin yêu của quý vị. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được truyền tải đến quý vị những quan điểm góc nhìn của những sự kiện liên quan đến cô siêu Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị thân mến, cuộc chiến của một người có tiền, nhưng cô Hằng không dùng tiền, có vị thế chỗ đứng trong xã hội, nhưng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Cô Hằng muốn mình là một người dân bình thường, nói lên tiếng lòng của hàng ngàn người dân bình thường, những người nghèo, người lao động. Đó là giá trị cốt lõi xuyên suốt drama này mà Thùy Linh và quý vị đã ngẫm ra và đã nhìn thấy. Dù chúng ta yêu hay ghét, thích hay không, chúng ta cũng hãy trân trọng những người như vậy. Cuộc chiến không phải để thắng thua, mà là để thức tỉnh chúng ta những con người mù quáng, u mê, lầm lỡ ngoài kia. Và Thùy Linh cùng ban biên tập đến với drama này, chẳng quen biết cô Hằng, cũng chẳng đóng góp được gì cho cô. Nhưng nếu cô là một vị tướng, thì chúng tôi nguyện sẽ là những chiến binh trung thành. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ của một tác giả có bí danh Tuyết Phạm gửi đến cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chị Hằng hỡi, chị Hằng ơi, triệu người không thể sánh bằng chị đâu, dù cho thế cuộc bể dâu. Phương Hằng mãi mãi ghi sâu trong lòng. Cuộc sống thật sự bất công. Người tốt có tội vào vòng tù lao. Người xấu thì lại không sao, nhỡ nhơ ăn nhậu ra vào tự do. Nếu ai đụng đến tài to, thì ông sẽ bế vào kho ngủ liền. Chị Hằng anh dũng nhiều tiền, giúp đỡ xã hội, đất điền tặng cho. Dịch bệnh anh chị cũng lo, oxy miễn phí giúp cho người nghèo. Giờ đây nghệ sĩ cười reo, chị Hằng bị bắt trúng kèo lũ lươn, triệu triệu người dân đều thương, Phương Hằng mái đỉnh làm gương mọi người. Chị đã hy sinh nụ cười, vạch trần sự thật mọi người cùng nghe. Nghệ sĩ lăng băm một phe, kêu gọi từ thiện kết bè với nhau. Giữ tiền 6 tháng không trao, sao kê không rõ đường vào đường ra, vậy mà chính quyền bỏ qua, lòng chị không phục kêu la suốt ngày. Cộng thêm anh chị báo đài, đăng sai sự thật muốn gài tội thêm. Vì vậy, chị không chịu êm, chị gào, chị thét ngày đêm không ngừng. Trung ương vào cuộc chị mừng, nào ngờ kết quả quá chừng bất công. Phán quyết vô tội là xong, toàn dân không phục nỗi lòng xót xa. Bởi vậy, chị mới kêu la, dân đen thấp cổ, nói ra sợ tù. Tự nhiên ai cũng bị mù, ai cũng lo sợ. Cho dù bất công, thôi thì im miệng cho xong, nếu không thì bị mấy ông bế vào. Chị Hằng không sợ tù lao, vạch trần sự thật kêu gào trung ương. Sự thật nay đã tỏ tường, chị bệnh không hết lên đường năm em. Nghệ sĩ diễn không ai xem, phát ngôn lệch chuẩn chẳng đem vô tù. Binh vực nghệ sĩ giả tu, nào là nhà báo luật sư luật rừng, kêu gọi từ thiện không ngừng. Giữ tiền không phát khoảng chừng nửa năm. Thầy lang thì không có tâm, trị bệnh không hết âm thầm bao che. Mọi người xin hãy lắng nghe, toàn dân của tỉnh Bến Tre đâu rồi? Bây giờ chị chịu thiệt thòi, chị là người tốt, phải ngồi tù lao. Hãy lên tiếng nói đi nào, vì ai chị ở nhà lao giam cầm. Chị Hằng có tiếng có tầm, lá gan thật lớn. Có tâm thương người, dám làm những chuyện để đời, và trần sự thật những người gian tham. Bây giờ khổ cực phải cam, đêm khuya lạnh lẽo, nhà giam một mình. Nếu ai thương chị đồng tình, góp vô tiếng nói của mình vào đây. Gửi trăng, gửi gió, gửi mây, gửi ra Hà Nội, nơi này án oan. Đừng để dân chúng lầm than, đừng để cho những kẻ gian lộng quyền. Tất cả dân chúng các miền, cầu xin các bác vào liền miền Nam, cứu chị Phương Hằng bị giam, ra tòa xét xử việc làm chị ta. Vì sao chị lại kêu la, vì sao chị lại hóa ra như vậy? Đã có bằng chứng đủ đầy, lại phán vô tội thế này phục không? Vì vậy, nó việc cứ rối tung, người dân sôi sục trong lòng không yên. Phật trời nếu có linh thiêng, chiếu hào quang xuống thỉnh liền trung ương. Toàn dân ai cũng xót thương, nữ trung hào kiệt, dựa nương tinh thần, sẵn sàng khi đất nước cần, giúp người vô số không cần toan tính. Toàn dân ghi tạt sắt son, cứu trị trong lúc không còn niềm tin. Người xấu thì lại được binh, người tốt thì lại làm thinh bỏ tù.
có mắt mà cũng như mù, thật giả đen trắng cho dù thế nào, ra tòa một lần xem sao, ai trúng ai trật dân nào hoang mang, trừng trị những kẻ dối gian, những kẻ bè phái kết đàn hại dân. Luật pháp là một cán cân, phán xét cho dù đúng toàn dân vui, đằng này phán xét có chừng, lang băm vô tội, sĩ rừng vô can. Giờ đây chị gặp gian nan, Trung ương xin hãy giải oan chị Hằng, ơn các bác còn gì bằng, miền Nam tạt dạ chị Hằng mang ơn, điều tra tất cả các đơn, từ đầu đến cuối hết trơn một lần, sao kê minh bạch cho dân, kêu gọi từ thiện là phần Thủy Tiên, tiếp theo là Võ Hoàng Yên, Hoài Linh, Đức Hiển, Vĩnh Hưng, Trấn Thành, công khai thu chi rần rần, toàn dân kính phục, tán thành Trung ương, từ nay tiêu diệt lũ lươn, chị Hằng thoát khỏi tai ương ngục tù. Trung ương trị được bệnh mù, trị được bệnh điếc mặc dù lâu năm, Trung ương trị được bệnh câm, Trung ương trị được lương tâm mất rồi, vào Nam đi các bác ôi, một lần sáng tỏ cho lòi lũ lươn, Phương Hằng triệu triệu người thương, vì dân vì nước chị vương ngục tù, pháp luật xin hãy vi vu, có công có tội phải bù với nhau, ruột em ai cắt mà đau, Nam canh trằn trọc chị nào có hay, ai ơi xin nhớ câu này, có khói có lửa từ đây cháy lần. Bị gạt chị mới phân trần, chị gào chị thét chị cần trắng đen, cuối cùng chị chẳng được khen, chị đã bị bắt một phen bịt mồm, chứ thôi chị la ôm sồm, họa ra từ miệng từ mồm chúng ta, kính mong cô bác gần xa, thương chị thì hãy nói ra nỗi lòng, ngục tù chị đợi chị trông, sớm ngày thoát khỏi cái còng nhà lao, vài lời tâm sự gửi trao, cùng nhau ủng hộ ơn này khắc ghi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thay mặt cho những người làm chương trình, Thùy Linh xin cảm ơn tác giả của bài thơ rất nhiều với những vần thơ câu chữ chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc mà tác giả muốn gửi đến siêu Nguyễn Phương Hằng, và cùng với đó là tâm trạng và thay lời muốn nói của hàng triệu triệu người dân Việt Nam yêu chính nghĩa, yêu mến chú Dũng cô Hằng. Và tiếp theo bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với nội dung bản tin nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua ở Việt Nam, hoạt động từ thiện đã trở thành một phong trào sâu rộng trong xã hội, thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân nhằm kịp thời hỗ trợ giúp đỡ động viên những người có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, sự góp mặt của một số người nổi tiếng đã góp phần tạo nên những hiệu ứng tích cực trong hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện những lùm xùm đơn cử như vụ một nghệ sĩ dính nghi vấn ngâm 14 tỷ tiền từ thiện mà các mạnh thường quân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung suốt nửa năm khiến dư luận xã hội bức xúc. Tiếp theo hệ quả, hàng loạt những vụ từ thiện của nghệ sĩ đã bị cộng đồng mạng bóc phốt, thậm chí dựng chuyện thực tế nghệ sĩ làm từ thiện không phải câu chuyện mới và cũng là điều đóng góp cho xã hội. Nhưng đến khi số tiền họ nhận được quá nhiều, họ lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng là một người tích cực hoạt động từ thiện trong nhiều năm qua, vợ chồng, bà chủ khu du lịch Đại Nam Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng cảm kích trước những hành động ủng hộ kịp thời, tích cực, đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam vừa qua. Phân tích về hoạt động từ thiện của cô siêu Nguyễn Phương Hằng và một số nghệ sĩ tự phát trong video từng đăng tải thuộc series Thinking School, tiến sĩ Vũ Thế Dũng, nguyên phó hiệu trưởng của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đánh giá tổng quan và so sánh rất là thú vị. Ông khẳng định, ông không khái quát hóa hết giới nghệ sĩ mà chỉ nêu ra một vài trường hợp thường thấy gần đây. Theo ông, cách hoạt động từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng có tổ chức, có pháp lý, có cam kết dài hạn, có ngân sách riêng từ hoạt động kinh doanh của Đại Nam. Có chương trình chọn lọc như quỹ mổ tim, não úng thủy, cấp cứu sờ vàng và ít được quảng bá rầm rộ. Còn một số nghệ sĩ thì hoạt động tự phát, cá nhân, cam kết, cá nhân thấp. Có những người làm từ thiện lâu năm nhưng là hàng năm đến sự kiện đó thì làm chứ không phải cam kết lâu dài. Bỏ tiền cá nhân gia đình chủ yếu là huy động từ cộng đồng, chủ yếu là các chương trình cứu trợ khẩn cấp hay giúp đỡ người dân nghèo. Có ít có các chương trình là căn cơ lâu dài và gần như được quảng bá rộng rãi. Vị nguyên phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nêu thêm. Gần đây, bà Phương Hằng mới hay live stream để nói về công việc thiện nguyện của mình. Điều này cũng tốt vì nó sẽ tạo định vị để mọi người biết rằng chị là một mạnh thường quân có đóng góp rất lớn cho Việt Nam. Còn khi chúng tôi tìm hiểu thì rất ít thông tin về quỹ Hằng Hiểu, cho thấy việc từ thiện này được làm rất âm thầm. Họ kết nối với các bệnh viện, số tiền sẽ được trực tiếp giúp đỡ cho các bệnh nhi. Những người được nhận sẽ không biết được ai là người đã giúp đỡ mình. Tựu trung lại, điều công chúng mong mỏi là những hoạt động từ thiện hãy công khai số tiền họ nhận được, cách sử dụng mục đích như thế nào, có đúng mục đích hay không.
từ đó thiết lập niềm tin rằng Vương Nhưỡng gửi trao yêu thương của Mạnh Thường Quân tới đúng địa chỉ cần giúp đỡ. Quý vị thân mến, thật sự khi làm bản tin này, Thùy Linh thật sự rất xúc động khi nhận được một bình luận của một độc giả trên kênh Hóng Biến TV với nickname là Tia Lê, muốn gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến vợ chồng chú Dũng cô Hằng. Đây chắc chắn là một món quà tinh thần vô giá mà lúc này cô Vũ cho vợ chồng cô chú Dũng Hằng vượt qua được là những giai đoạn khó khăn này ở đời, là cái ân tình trân quý lắm quý vị ạ. Khi đọc xong, Thùy Linh cảm nhận là tâm thư của Tia Lê thật sự, Thùy Linh đã không thể cầm được nước mắt của mình. Khi một người sống hết lòng vì dân, vì nước và ngày hôm nay, cô lại nhận những điều như vậy, thì sau đây Thùy Linh xin gửi đến quý vị nội dung bức thư cảm ơn như sau. Kính gửi anh chị Dũng Hằng, ân nhân cứu độ gia đình tôi. Hôm nay gia đình anh chị gặp những sự việc gian truân như vậy, thật sự tôi rất xót xa. Không biết rằng 1000 năm nữa có còn Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng sẵn sàng làm tất cả vì dân vì nước như quý vị hay không? Hôm nay tôi viết bức tâm thư này muốn trải lòng về sự giúp đỡ của anh chị đối với gia đình tôi. Gia đình tôi luôn biết ơn quỹ giờ vàng của cô Nguyễn Phương Hằng. Tôi ở Huế, còn tôi bị tai nạn ở Đà Nẵng trong đêm khuya. Nạn nhân bị chấn thương sọ não, tuy không có thân nhân nhưng nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và con tôi vẫn được cứu chữa nhờ quỹ giờ vàng của cô Nguyễn Phương Hằng. Chính cô đã cứu mạng con trai tôi, ân nghĩa này của cô không biết chúng tôi sẽ đền đáp ra sao. Kính mong pháp luật nhìn nhận những sự việc, việc thiện mà cô đã giúp cho những người đời mà giảm nhẹ hình phạt cho cô. Tôi và gia đình khẩn thiết kính mong các cơ quan chức năng xem xét và mong trung ương có thể vào cuộc để đem lại sự công bằng cho bà Nguyễn Phương Hằng. Ân nghĩa này cả đời gia đình tôi cũng không thể trả hết. Chỉ cầu mong và cầu nguyện cho gia đình, vợ chồng, cô chú, gia đình con cái anh chị được bình an và vượt qua được cửa ải lần này. Thưa quý vị, đây là bức tâm thư của một vị khán giả có nickname Tia Lê muốn gửi đến cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Qua đây chúng ta có thể thấy được những tầm quan trọng mà những cái quỹ cô chú Dũng và cô Hằng đã mở ra, đúng không quý vị? Vậy mà nỡ lòng nào một số thành phần lại ngang nhiên chống phá, vậy có còn là những con người nữa hay không? Kính mong các cơ quan pháp luật công tâm xử lý sự việc này. Thưa quý vị, một cụ bà cựu chiến binh cũng đã lên tiếng nói rằng: "Tôi năm nay 73 tuổi đời quá xúc động, khóc khi tin là cô Phương Hằng vướng vào 331, thật bất công quá, một người đàn bà tay yếu chân mềm đã giúp biết bao nhiêu mảnh đời, các bé bệnh tật trái tim bẩm sinh, úng náo thủy và những người làm mẹ Việt Nam anh hùng, những ngôi nhà cho người con đã ngã xuống bảo vệ đất nước này được trường tồn, xây cầu đường xá cho nhân dân mà phải đi tù thì quá bất công. Còn bọn nghệ sĩ ca sĩ thì hát lũng đoạn, nền văn hóa nước nhà nữa, còn nhà báo thì hồ theo, nói như đúng rồi, còn luật sư bẩn thì hồ theo đổi trắng thành đen nữa. Đến công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bà thì tôi cũng sửng sốt, hóa ra đất nước này không còn lương tri nữa hay sao? Còn nữa tôi không thể kể xiết hết, ôi thật phũ phàng, cô Hằng không mong muốn để bất cứ ai phải liên quan đến việc làm dọn rác xã hội của cô, nên cô từng tuyên bố công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Và cô nói trong livestream rằng chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Tôi tin tưởng cô làm mọi việc vì lòng yêu nước thương dân, thương người dân nghèo khổ bệnh tật cùng khổ trong xã hội. Tất cả việc làm của cô chúng ta ai cũng đã rõ. Tôi rất phục cô Hằng. Chuyện xảy ra với cô Hằng làm tôi băn khoăn quá. Băn khoăn về nhiều vấn đề làm nặng trĩu lòng tôi. Một người tuổi đời đã trên cái tuổi 73, cái tuổi mà không thể phong sông pha cùng mọi người đi tìm chân lý cho cuộc đời này, nên chỉ còn tin tưởng và chờ đợi vào sự công minh của pháp luật và cũng rất cần người cầm cán công lý, một sự công tâm vì lòng yêu nước thương dân, vì tương lai tốt đẹp của cả một dân tộc, đặt quyền lợi đất nước, dân tộc lên trên quyền lợi nhóm." Quý vị thấy rằng, dù giờ đây tạm thời chúng ta không thể gặp cô siêu Nguyễn Phương Hằng, nhưng người dân vẫn luôn trông ngóng cô Hằng hàng ngày hàng giờ và cầu mong cho cô được mọi sự bình an, vượt qua được tai kiếp này. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi cùng là những bản tin mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hóng Biến TV mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn thời lượng bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.